Em, hôm nay thì vốn mình đang có đó là 20 nhé. Thì hôm nay mình sẽ vào đây chơi tài xỉu của con game từ Win nha em. Một phụ rất to đấy nha, đâu phải nhỏ đâu. Thì chơi gì như vậy thôi, đương nhiên phải hên rồi anh em đúng không? Cuộc chơi mà anh em, quan trọng nhất anh em phải hên. Khi thắng rồi anh chơi gì chơi, khi thắng thì anh em phải rút liền này nha. Thì vốn mình hôm nay từng này thì trước khi đánh các bạn cũng phải xác định từ đầu cho mình đó là thắng lên bao nhiêu ông nghĩ nha, và thua xuống bao nhiêu nghĩ anh em. Giống như mình hôm nay là vốn mình đang có 20 mê đúng không? Mình xác định lên thắng tầm 35 đến 40 mê mình nghĩ, nằm trong khoảng đó mình nghĩ được rồi. Khoảng từ 30 mê đến 40 mê thôi anh em, đéo còn nhiều đâu. Đã về rồi, nhà may nó thua anh em kìa. Hên đấy. Pha đó mình đánh là mình toang ở đấy anh em. Đôi đi. Kìa, nó đéo về đôi kìa. Đánh đôi nó ít khi về lắm, bởi vì nó nhân 6 lần mà anh em. Nhưng mà thôi, mình chấp nhận thôi. Thua nên như thua thật anh em ạ. Nó kia nó ra hai đôi hai kìa. Mà đánh cái này đây rồi. Thôi, đéo đánh cái này, đánh cái này xác suất thấp quá. Chơi cái gì dễ thắng chứ, chơi cái gì khó thắng quá, đéo được đâu. Năm mê. Cứ từ từ mà lên thôi anh em nha. Cuộc chơi này thì game này còn đó mà. Quan trọng mình còn vốn để mà chơi với nó không thôi chứ. Chứ đéo sợ mất cơ hội gì đâu anh em. Chơi này đéo sợ mất cơ hội gì đâu. Ui giời, bền thế. Chắn đi. À, hiền thế nhở. Đây rồi. Cho thắng ván chứ đéo đi cho thua mãi được. Lẽ đi. Chặn tiếp kìa. Thế đôi đi. Ui lẹ kìa. Tôi đánh lẹ để nó ra chặn em mới cay này. Lẹ tiếp đi. Đây rồi. Cuối cùng lần đầu tiên thắng lên 360 ngàn đấy anh em. Đánh lúc nãy giờ bây giờ mới thấy thắng đấy anh em. Mà thôi mà. Thắng là ngon rồi anh em ạ. Còn hơn là thua. Mình chơi là quan niệm chơi mình như vậy đấy anh em. Thắng cũng được, nhỏ cũng được, nhưng mà còn hơn là thua. Đôi đi. Đấy rồi, tuyệt vời chưa anh em ơi. May pha đó quyết định đánh đôi đấy. Không là pha đó không tiếc rồi đấy anh em. Nói chung nó về là ngon rồi anh em ạ, thật sự đấy. Nó về là quá là ngon rồi. Không cần nhiều đâu anh em. Đôi tiếp đi. Nó đéo về đôi nữa thật anh em. Đôi tiếp đi ngon. Hai ván rồi, ba ván đấy. Bốn ván này. Ván thứ năm mà đéo về là thua rồi đấy. Nó biết ngay mà. Ván thứ sáu này thắng thì cũng đéo thắng được bao nhiêu. Nhưng mà nó vẫn chưa thắng anh em ạ. Đây rồi. Rồi nói chung là nó thắng là ngon rồi. Chặn tiếp đi. Lẽ kìa. Lẽ đi. Lẽ được nữa. Đây rồi. 23 mê đấy anh em. Đánh con game này tài xỉu của Xích Bu này nó đang hên. Thành ra mình cứ chơi tiếp thôi anh em. Khi nào nó xui quá thì mình sẽ ra chơi game khác thôi anh em. Ôi rồi. Ba ván thua liên tục là nên ra chơi game khác thôi. Mà nó thắng anh em ơi. Đấy. Chuẩn vời con cú mèo của anh em. Đúng không? Ngon không? Ngon chứ. Nhưng mà cứ từ từ thôi anh em ạ. Không vội đâu nha. Bởi game vội là game đéo ăn được nó đâu. Game phải từ từ. Đòi một phát đòi ăn luôn là đéo có đâu anh em. Chà. Đánh đôi này mà đéo thắng lại chịu luôn đấy. Tự nhiên theo đôi làm đéo gì nhỉ? Đôi xác suất nó về thấp lắm. Ui da, toang rồi. Toang thật đấy anh em ơi. 3-2 sao đéo về 2-2 đi ta. Run luôn là nói bập luôn mà anh em. Vai liều, thôi ra đánh nghiệp khác đi. Đéo cố gắng mà muốn gỡ nữa. Những kiểu đó là toang thật đấy anh em ạ. Chịu luôn đấy anh em ạ. Thế nghĩa là hôm nay toang hết rồi đấy anh em. Khả năng cao như vậy. Biết ngay. Thôi bây giờ mình đã thua bao nhiêu rồi anh em ơi. Thua 10 mê đấy anh em. Thì bây giờ thì mình sẽ vào đây.
tiếp tục nạp vào đó là 3 mê nha. Vì hôm qua mình thắng 10 mê. Nếu mà nạp vào 3 mê thì thôi coi như mình tính hôm nay đi. Mình sẽ nạp vào 3 mê. Cho vốn mình hôm nay 50 mê. Bây giờ mình nhìn hòa vốn thôi anh em nha. Hôm nay mình bỏ qua anh em. Thì bây giờ mình đã thua rồi, thua rồi anh em ạ. Chấp nhận thôi. Cuộc chơi mà anh em. 2 mê đấy anh em ạ. 2 mê đấy. Nhưng bây giờ mình kỳ vọng nó cho mình ăn thôi. Bây giờ ít nhất 5 mê mình mới hòa được vốn anh em. Khó đấy anh em, đéo phải dễ đâu, phải đạn mới đó mà thua 4 mê đấy, 6 mê rồi. Đây rồi này. Bên đéo phải thua lên. Bên này thắng nhưng mà thắng được 710. Do mình đặt chậm quá anh em, nó cân kèo ấy. Không phải có 5 mê mà được cả 5 luôn thì ngon luôn nhỉ. Đúng không? Khó đấy anh em, bây giờ mình muốn gỡ đằng khó đấy. Không phải dễ đâu anh em ạ. Đây này, ngon này, 42 này. Bên này mà trúng là tuyệt vời luôn, lên 47 này. Nếu nó trúng thôi anh em, nếu nó trúng thôi. Còn nó đéo trúng thì thôi luôn. Thôi luôn. Đây rồi. Ây cha. Bây giờ đến chuỗi hên này nha. Hên nha anh em ơi, 47 đây, gần hòa vốn rồi đây. Thắng 10 mê là ngon đúng không? Thắng 10 mê là điều quá tuyệt vời rồi. Cần gì nhiều đâu. 3 ra 2 kìa trời. Ôi dồi ôi, thua một chuỗi kìa. Nhận đi, 45 này, bên kia thua đấy anh em. Mình thấy bên kia trừ thì mình thấy thua rồi đấy. Được ngay mà. Thôi, thua thì thôi, mình đánh con game này, nó đang chơi game này, nó đang hên với mình mà. Đúng không? Một con game mà đang hên thì mình cứ cố gắng đánh thôi. Đây này, ngon này, 52 rồi đấy. Lên 6 mê ngon luôn anh em ơi. 6 mê là chắc chắn nghĩ luôn, đéo còn suy nghĩ gì nữa luôn ấy. Đây này, 55 rồi anh em ơi. Chuồn tiếp đi. Bích kìa. Thế bích đi. Đúng rồi. 59 đây kìa. Dưới đi. Ôi phà nó đỉnh cái tên này kìa. Bích đi. Bích kìa. 59 lại đấy. Thế đâu nói lên luôn này. Lên luôn này. Đúng rồi. Nghĩ. Lần này nghĩ thật nha anh em ơi. Lên 6 mê là mình đã thắng rồi đấy. Thắng to rồi đấy. Nghĩ rồi anh em ạ. Đéo lên tham nữa. Tham tí nó còn một cái nịt thì sao đúng không? Cuộc chơi này mà nha. Thôi video này mình tức nhạc. Bye bye anh em.